Em Minh chào mừng mọi người đến với kênh của xe đạp giá xỉ. Cái mẫu DK Pro, Chevo DK Pro này là một trong những cái dòng mà classic cổ điển. Gọi là em thấy nó là xịn nhất trong trên thị trường hiện nay về cái phân khúc mà tầm trung mà thương mại bán hàng nhiều ấy mọi người. Cái mẫu này là mẫu cổ điển mà ghi lông bâu tăng của nó đều toàn bộ là nhôm và nó phối cái viền màu nâu đúng kiểu classic hàng cổ á mọi người, dành cho mấy cái người nào mà thích thích cái dạng cổ điển như thế này. Em Minh chỉ bán mỗi cái dòng này thôi, trên thị trường thì cũng có khá nhiều nhưng mà em thấy cái phân khúc nó thấp hơn chiếc này nhiều, khá nhiều đấy mọi người, bởi vì chiếc này nó bán xem nào trên 7 triệu đấy mọi người. Trên 7 triệu thì mọi người có giá cụ thể thì mọi người cứ liên hệ với em nhé. Chiếc này trước em báo giá rồi nhưng bây giờ thì giá thì không được báo giá công khai trực tiếp luôn. Mọi người muốn mua mọi người cứ liên hệ với em. Trên thị trường có vài mẫu như là California 250, 350 này kia nhưng mà phân khúc nó thấp hơn mọi người. Em chỉ bán đúng một cái dòng này thôi, em thấy chất lượng nó khá là cao. Có thể nói là cao nhất trong những cái hàng tầm trung trung với mọi người. Ghi đông bông tăng này, nhôm hết, tay thắng cũng nhôm, rồi ngàm thắng cũng nhôm, đùm nhôm, vành này là cũng vành nhôm hay vành inox đây, căm này là căm inox rồi, giò dĩa cũng nhôm mọi người, giò dĩa cũng nhôm. Đấy. Xe cực kỳ là đẹp. Chiếc này nó hay cái nó chạy bạc đạn nha mọi người. Ngày trước em chưa hàng mới về, em chưa có review, chưa có nhìn chi tiết, em cứ tưởng nó chạy côn bi nhưng mà không phải, nó chạy bạc đạn đấy mọi người. Cối nổ luôn này. Chạy mà cối nổ luôn. Cối nổ nghe vui tai lắm. Được trang bị là líp Shimano 8 luôn. HG200 gạch 8 mà líp thả luôn của Shimano và cùi đề líp Antut khá là cao đấy mọi người. Thường thường mà mấy dòng này người ta lắp tuner là cùng thôi, đây lắp Antut luôn. Gạt đĩa thì là chỉ là Shimano tuner nhưng mà là Shimano hàng chắc chắn rồi. Tay đề của nó đây, tay đề của nó là tay đề rời 8 líp. Chiếc này là 3 đĩa nhé mọi người nhé, 3 đĩa. Ghi đông bông tăng, kể cả tay nắm của nó cũng cái phong cách nhôm hết mọi người này. Nếu mà cái da như thế này thì một thời gian là nó chắc chỉ đi được một thời gian, không biết, em không biết là dài hay là ngắn nhưng mà chưa thấy ai nói năng gì. Mà da này thì nếu mà nó bong thì mọi người đi bọc lại. Bởi vì xe đạp thì thường thường là nó chỉ là về đồ đạc đẹp thôi. Chứ còn những cái đồ mà trang trí như thế này thì em nghĩ là hỏng là bọc lại một cái loại da đẹp đẹp hơn. Cũng không đáng bao nhiêu tiền. Ra tiệm mấy tiệm sofa bọc thì đơn giản lắm mọi người. Một tấm là xong. Một tấm này kia, hai tấm. DK, Chevo DK Pro. Cái màu này, màu này thì cứ gọi là màu trắng đi nhưng mà nó không phải là trắng tinh đâu mọi người nhé. Nó không phải là trắng tinh đâu. Nó là trắng hơi một tí xám mọi người, hơi một tí xám thôi. Đấy. Thắng nhôm, radius thì nó cũng chỉ dưới Techo một chút thôi. Cực kỳ là chắc chắn và ngon. Đây. Tay thắng nhôm luôn. Tay thắng Pro Max nảy tanh tách luôn. Đùm nhôm bạc đạn đấy mọi người, ti bật khóa mở nhanh. Cái này càng của nó là càng nhôm rồi, nhìn là biết là càng nhôm rồi mọi người này, coi như con này là full nhôm luôn toàn bộ xe. Giá bán trên 7 triệu mọi người nhé. Không biết giá niêm yết bao nhiêu, em cũng không có biết là công ty niêm yết giá bao nhiêu nhưng mà giá em mình bán trên 7 triệu. Đây, cốt yên cũng nhôm luôn mọi người này, cốt yên cũng nhôm luôn, khóa yên cũng nhôm luôn này, rồi cái cốt yên này cũng nhôm luôn, cốt yên thể thao.
cái dòng yên này thì đúng là êm thật, bởi vì nó sẽ to hơn, nó to hơn cái mấy cái loại yên thể thao. Nó phải to gấp rưỡi mấy cái loại yên mà xe touring bình thường mọi người. Đấy. Với mức giá hơn 7 triệu là khá cao với một cái dòng cổ điển như thế này. Nhưng mà về và nói về chất lượng chiếc này thì chất lượng chiếc này là cao, là tốt nhất trong những cái phân khúc mà những cái thương hiệu đang bán trên thị trường bây giờ. Mấy thương hiệu lớn hẳn gọi là hàng nhập xách tay về em không nói, nhưng mà bản bán thương mại như thế này thì nó là tốt nhất mọi người. Hơn 7 triệu cơ mà. Em mình chỉ bán đúng một cái dòng như này thôi, bán đúng một mẫu đẹp nhất và cao tiền nhất như thế này mọi người. Chiếc này nó bán chạy lắm. Chevo DK Pro, hàng này bán siêu chạy luôn. Màu sắc của nó thì có màu, cứ cho như màu này màu trắng đi, màu xanh, màu xám, màu đen. Màu đen thì nó đen xì luôn mọi người, nó đen cả cái tem này luôn. Đấy, màu xanh thì tem của nó là tem bạc. Màu đen, màu xám thì tem thì cũng tem xám, nhưng mà tem bạc, nhưng mà cái nước sơn của nó gọi là màu xám nhưng mà nó gần như đen nhé mọi người nhé. Nó gần như là đen luôn. Mới mức giá hơn 7 triệu đã gồm cả ship và quà rồi thì mọi người có nhu cầu tư vấn mua hàng về size thì có 46 48 em đủ cả 46 48 nhé mọi người nhé. Rồi đủ màu đủ size. Mọi người liên hệ qua số em Minh là 0706198999 hoặc là ghé trực tiếp shop em 98/10 Trần Thị Trọng, là đường Cống Lở Cũ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe và mua xe nhé mọi người nhé. Em cảm ơn mọi người.